về game Poppy. Thì chắc hẳn là một số bạn đã xem qua hầu hết tất cả các video hướng dẫn lắp ghép Windam của trên channel của Nerdshop từ các cấp độ như là SD, HG cho đến Dreamcraft đúng không nào? Thì ở những video đó các bạn cũng thấy có rất là nhiều các dụng cụ như là kềm nè, dũa nè, rồi nhíp, rồi dao, rồi tùm lum thứ đó. Vậy liệu các bạn có thắc mắc rằng là mình nên mua những dụng cụ nào và sử dụng chúng như thế nào cho hiệu quả không nè? Vậy để các bạn không còn thấy lạ lẫm với cái dụng cụ hỗ trợ cho việc lắp ráp Gundam nữa thì hôm nay Nerdshop sẽ mang đến cho các bạn một video hướng dẫn sử dụng những dụng cụ này nhé. Nếu như bạn là người mới tiếp cận Gundam thì chắc hẳn các bạn sẽ lúng túng trong việc là phải bắt đầu lắp ráp từ đâu, rồi xử lý nhựa như thế nào, dán đề can ra sao, kẻ lằn là gì, chưa kể đến là khi ra đến cửa hàng thì ôi thôi là vô vàn dụng cụ luôn. Mình sẽ không biết là mua cái nào là cần thiết và công dụng của nó ra sao. Và bây giờ Nerdshop sẽ cùng các bạn hệ thống lại các bước lắp ráp Gundam để tìm hiểu công dụng của những dụng cụ này nhé. Hồi xưa đi học hay nghe thầy cô nói bút viết chính là vũ khí của học sinh trên chiến trường, nên là ra trận mà không mang theo bút viết là bị bắn chết đó nha. Nói với vậy thôi thì ý mình muốn nói đến ở đây các dụng cụ hỗ trợ cũng chính là vũ khí sẽ giúp đỡ các bạn rất nhiều trong việc lắp ráp mô hình. Rồi, nhóm đầu tiên mình muốn giới thiệu đến là nhóm cắt tỉa. Những dụng cụ được phân vào nhóm này chính là kềm cắt bắp, dao tỉa bắp, kéo cắt đề can. Thì nhóm này dùng để cắt và gọn các bát ra khỏi Gundam để các bạn ráp Gundam nè. Nhóm thứ hai là nhóm xử lý bề mặt bát, và trong nhóm này sẽ bao gồm đũa và bộ chà nhám. Nhóm này thì chuyên trị những phần dư thừa trên bắp, tức là những chi tiết còn sót lại sau khi cắt và gọt bắp khỏi đun nơ, giúp cho mô hình của bạn đẹp hơn, không thể lộ vết cắt. Kế đến là nhóm hoàn thiện mô hình, đó chính là ta-da, bút kẻ lằn để tạo chiều sâu cho mô hình và nhíp dùng để dán đề can. Cuối cùng là nhóm hỗ trợ sẽ bao gồm mảnh tách bắp, thước đo, hộp đựng bắp, mỹ đựng đun nơ, hỗ trợ bạn trong quá trình lắp ráp linh lan mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp hơn. Rồi, nhà vô thực hành thôi để mình có thể thấy rõ hơn công dụng của những dụng cụ này nhé. Sau khi xem hướng dẫn, mình sẽ bắt đầu cắt bát ra khỏi Gunner ha. Khi cắt, bạn hãy áp mặt phẳng của lưỡi kềm vào bề mặt bát, sau đó bấm mạnh, dứt khoát, tránh nhay nhiều lần, làm xấu mặt cắt nha. Nếu cắt xong, phần nhựa dư trên bát còn nhiều, gọi quen miệng thì là ghẻ đó. Mình có thể dùng kềm hoặc dao để tỉa gọt lại cho gọn đẹp, sau đó dùng các loại dũa có độ nhám khác nhau để làm mịn bề mặt. Thông tin thêm cho các bạn chưa biết thì dũa còn có các chỉ số, số càng lớn thì càng mịn và độ mài mòn càng thấp. Các bạn sẽ dùng dũa số nhỏ có độ mài mòn cao để chà thô, loại bỏ các phần gồ ghề lớn, sau đó thay dần bằng các loại mịn hơn để chà tinh, cho đến khi bề mặt bát nhựa bằng phẳng theo ý muốn nè. Lưu ý là đừng sử dụng chỉ một loại dũa số nhỏ vì nó sẽ gây xước nghiêm trọng cho bề mặt bát của bạn nếu mà chà quá tay đó. Còn nếu bạn chỉ dùng dũa mịn thì cũng được, nhưng sẽ tốn công nhiều và hao dũa lắm. Thao tác dán đề can đôi khi sẽ được thực hiện trong quá trình ráp, như là dán đề can mắt ngay khi ráp phần đầu nè. Việc dán đề can này cũng sẽ thêm vẻ đẹp, màu sắc cho mô hình. Và đã đến lúc chúng ta nói đến công dụng của em nhíp đầu nhọn thần thánh này. Các bạn không nên dán Gundam bằng tay không vì đề can rất nhỏ và khó thao tác. Các bạn có thể làm rách đề can hoặc là dán lệch nữa đó. Vì vậy, luôn nhớ dùng nhíp có đầu nhọn để gấp và dán cho chính xác nhé. Tuy nhiên, không phải loại đề can Gundam nào cũng như nhau. Cách dán của chúng cũng rất khác. Mình cũng có để link bài viết bí kíp dán đề can đẹp hết nấc bên dưới cho các bạn tham khảo luôn nè. Nếu để ý, bạn sẽ thấy một vài chi tiết có rãnh, lỗ nhỏ như cơ khí, các phần tiếp giáp vào nhau hoặc hoa văn, đó chính là nơi cần kẻ lằn. Tuy chỉ là một bước nhỏ nhưng lại tạo ra thành công lớn về mặt thị giác. Có hai loại bút kẻ lằn thông dụng là bút kim long và bút chảy. Ngòi bút kim khá nhỏ nên là các bạn có thể dễ dàng đồ theo các rãnh của mô hình, còn bút chảy thì xài hơi khác một chút xíu.
bạn sẽ đặt bút ở trên rãnh rồi nhấn mạnh để mực trong bút chảy ra, lấp đầy vào các rãnh. Sau đó dùng tăm bông lau đi phần mực lem bên ngoài. Khi kẻ lằn thì sợ nhất là rung tay, kẻ méo, kẻ chệch ra những vùng khác đúng không nào? Đừng lo lắng, bạn có thể dùng tăm bông hoặc cục tẩy lau sạch ngay lúc mực vẫn còn chưa khô. Còn nếu muốn xóa lằn đã kẻ thì ta cũng có bút xóa lằn chuyên dụng nè. Bút này có chứa dung môi làm tan mực, lau cái là sạch ngay luôn. Cái này thì không nhất thiết lắm, tùy thuộc vào ý thích của các bạn thôi. Nhưng nếu trong chút tí thì sẽ mang đến một vẻ đẹp hoàn toàn khác cho Gundam của bạn luôn đó. Chính là phủ thấp khoác bảo vệ mô hình Gundam. Vừa giúp bảo vệ các part, lớp màu sắc cho Gundam của bạn mà còn mang tính thẩm mỹ cao. Thấp khoác thì cũng có nhiều loại, các bạn vào phần mô tả bên dưới để xem bài viết chi tiết hơn về nó nha. Hy vọng những thông tin trên có thể giúp cho các bạn trải nghiệm việc lắp ráp Gundam mượt mà và suôn sẻ hơn. Vì thời lượng có hạn nên là mình không thể nói hết và sâu hơn được. Nhưng mà NSHOP cũng có những bài viết chi tiết rất là hữu ích, thì mình có để đường link bên dưới cho các bạn tham khảo thêm ha. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì các bạn gửi lại comment cho mình biết ha. Và cuối cùng, nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin và sản phẩm mới nhất từ NSHOP. Tạm biệt các bạn.